Xin chào mọi người. Mình mới tập thể dục xong. Có vài câu nhắc nhở. Để bạn muốn có những gì người ta mơ ước thì bạn phải làm những gì người ta không làm. Mỗi ngày như vậy, bạn phải đẩy bản thân của bạn cứ mỗi ngày phát triển 100% về sức khỏe, về đầu óc, về não bộ. Về đầu tư thì nó là vậy. Rõ ràng ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn của cải, ai cũng muốn vật chất. Nhưng có bao nhiêu người hả? Bao nhiêu người một ngày làm mười mấy tiếng? Bao nhiêu người một ngày làm 20 tiếng? Bao nhiêu người? Thì đừng có nói là bạn muốn thì nó có cái giá của nó. Không có ai trên trái đất này nghèo hết. Không có ai. Bởi vì người ta, cái muốn của người ta nó không có mạnh bạo hơn. Nghe, cái muốn của người ta không có mạnh bạo hơn cái chịu đựng của người ta. Thì nó là vậy. Xin chào mọi người.